When the Fallen sought to destroy us, I protected the reef. In the end, they all bowed before me. We showed them mercy and offered them a home amongst the Awoken. They met that mercy with betrayal. Now, they will feel my wrath. Open the reef to the Guardians. Offer the riches of our realm as bounty for these traitors. Let the hunt begin. Ok, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình tên là Nghĩa. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một nhiệm vụ mới, một cái DLC mới, đó chính là House of Wolves. Nói về mới, tập mới thôi, chứ cái DLC này là lâu lắm rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục để hoàn thành những cái DLC này. Thì sau cái House of Wolves thì chúng ta sẽ có The Taken King, cũng khá là gần đây, khoảng vào thời điểm năm ngoái. Và sau đó mình sẽ quay luôn tiếp tục cái DLC cuối cùng, và cái cũng là một cái DLC bự nhất của Destiny, đó chính là Rise of Iron, vừa mới ra vào cách đây khoảng mấy tháng, 3-4 tháng gì đó. Thì ok, và để nhanh tiến trình thì mình sẽ chơi mấy cái DLC này nó nhanh hết sức có thể. Và có lẽ là cái DLC này nó có liên quan tới cái con nhỏ hoàng hậu trong chúng ta chập trong cái base game lần trước. Và có vẻ như hoàng hậu bây giờ rất là tức giận, và nổi trận lôi đình. Chúng ta đã có thêm một cái đồng minh mới là nữ hoàng. Và lần này thì nữ hoàng nhờ chúng ta làm một gì đây? Chúng ta phải đi tìm cái gì đó, mình cũng không rõ nữa. Cái khu này thì toàn Cabo không à. Cái Captain luôn. Con này cũng không mạnh lắm. Legendary luôn, ôi kinh thiệt. Ý như mà nó máu vàng thì chắc cái tỷ lệ rớt và rớt đồ xịn ra thì nó cũng cao hơn bình thường ha. Nó rớt hẳn ra tới đồ vàng, đồ legendary luôn. Nhưng mà đối với mình thì mấy cái engram như thế, bây giờ mình mở cao lắm 385, mà bây giờ mình muốn lên tới 390 thì mình cũng cần phải đi Nightfall. Còn chứ mấy cái engram này giờ có rớt thì mình cũng không được hoàn toàn lại là bao nhiêu, trừ khi là nó có những cái roll ngon hơn, hoặc là mát roll hay gì đó. Và mình nghĩ là sẽ có nhiều bạn đã từng chơi từ game này rồi và cũng đang tiếp tục chơi. Thì nếu bạn nào muốn chia sẻ kinh nghiệm thì các bạn cứ comment cho phần phía dưới, thì mình sẽ rủ lên. Ví dụ như mình có đi Nightfall hay là gì đó, thì mình sẽ nhắn tin cho các bạn. Nếu bạn nào muốn đi, thường là mình đi Nightfall khá là nhiều, tại vì nó để cày đồ lên 400. Hình như là phải đi hướng bên kia thì phải. Wow, hôm nào chào bom đi. Trong đây nhiều con lắm, có sniper nữa kìa. Chúng ta lần này chúng ta đi chậm rãi từ từ thôi. Wow, đông đi luôn hả? House of Wolves, để xem có chó sói gì không, hoặc là nó có liên quan gì hay không. Nó là được DLC là House of Wolves. Mấy con này đánh rác quá. Vậy là thằng tướng nó có hôm nay mới tướng mini boss nhỏ nè. Có gì không? Clan Climber không à? Tiền The Kill Must Be Close. Và cái DLC này mình nghĩ là cũng chắc cũng ngắn thôi, chứ cũng không đến nỗi dài lắm. So với cái The Dark Below thì chúng ta chơi khoảng 1 tiếng là cũng đã hết rồi, tại cấp mình cũng khá là cao. Còn như là mấy đó mà đi cày như bình thường thì nếu bạn nào đánh tới cái Scrota End thì tới khoảng tính ra cũng phải 3-4 tiếng nếu mà cùng cấp á. Còn nếu mà một đám 40 hết thì đi nhanh rồi.
Nhưng mà do là mấy cái này mình không có quay không có quay Ray cho nên nó nhanh hơn bình thường. Tại Ray là giống như là đi đánh này nọ rồi, nhưng nó cũng ngoài nhiệm vụ rồi, cho nên cái đó buộc phải có người đi chung nữa, cho nên mình sẽ không quay. Shrine mình cũng đã không quay rồi, cho nên chúng ta chỉ tập trung vào cốt truyện thôi. Còn mấy cái Ray chúng ta sẽ để dành phía sau, tại vì nó giống như là multi nhiều hơn. Không phải là không phải đánh multi, nhưng mà chúng ta sẽ đòi hỏi co-op á. Ý mình là gì? Đòi hỏi co-op thôi. Còn đi hướng này đúng không ta? Ở chỗ này đẹp quá ta, mình chưa đi chỗ này bao giờ ta. Giờ mới biết luôn. Đang đi tiện thấy con gì nó bắn gần sau. Này thì bắn nè. Chắc xuống dưới đây luôn. Ôi, này thì má. Ôi, một lần ba cái con sang này sang. Mấy con này nó hơi phiền một tí. Tuần này chúng ta có Nightfall khá là dễ, nhưng mà mình phải quay đây coi, mình đâu phải quay cái cốt truyện xong thì chúng ta mới có quay mấy cái Nightfall đó. Nhưng hiện tại chúng ta còn khá là nhiều, chúng ta còn Second King nữa. Nightfall là mình sẽ quay bên ngoài nhiều hơn cho các bạn coi. Tại đi Nightfall khá là đã và đi lặp lại được. Và mình bị cái là boss nó đòi hỏi nó khó hơn nhiều khi mình chết lên chết xuống nữa. Đồng đội chết là mình cũng chết nữa. Khó hơn nó khó nhiều, lúc nó khó đánh lắm. Chứ mà lúc nào muốn đánh là cũng đánh được. Nên Captain này có khả năng teleport cái kiểu ha. Rồi, giờ chúng ta phải đi đâu nữa? Nhảy vô con thuyền kia hả? Hay sao? Fire away a portal to catch to fight the darkness. Làm sao để lên được tới đó trời? How? À đây, quên. Có đường lên. Cái gì vậy? Nó bắn rác gì sao mà hồi máu? Phải nắp vô hơi. Cũng nhanh là mình cũng hồi máu cũng khá là ok. Có sniper nữa mới ghê chứ. Ủa sao rác quá vậy? Chúng ta cần phải hồi máu rồi đó. Cái khúc dưới nó làm mình mất máu nhiều quá rồi, tại vì nó cứ dí sát thì không có hồi được. Trừ khi là chúng ta phải có chỗ nắp thì chúng ta mới hồi máu được. Ok, có nhiều bạn hỏi là trong khoảng từ năm nay chúng ta mình còn game nào khác nữa không, thì cái đó cái lịch đó xin quay bạn cứ nắm theo cái lịch game thế giới á. Từ đây khoảng tháng 2, tháng 3 có game gì hết thì bạn sẽ thấy mình sẽ quay game những game đó nếu có khả năng. Outlast 2 thì còn mình nghĩ đó chứ cũng còn khá là lâu mới ra, cho nên thời điểm hiện tại cũng không cần phải nhắc đến những game gần. Mình chỉ đang tính những game nào gần nhất thôi, gần nhất và có khả năng mình sẽ mua vì thích á. Thì có lẽ là mình nói trước luôn, đó chính là cái trò gì á, bắn tới rồi, bắn súng mà Ghost Recon Wildlands với có lẽ tháng 4 chúng sẽ có Sniper Elite phần 4. Trò đó nhìn cũng được, cũng hoặc là Ghost Warrior. Rồi tháng 2, tháng 3 thì chúng ta có For Honor với lại Ui For Honor rồi nhiều trò lắm, nói chung khá là nhiều. Ghost Recon rồi South Park, tập lum game South Park phần mới nó cũng bựa bỏ mẹ ra. Gì the Factor of Hope gì má bao bựa luôn. Mặc dù nó là kiểu như đánh theo lượt cái kiểu, nhưng mà nó rất là bựa hơn. Nếu bạn nào đã coi cái trailer của thằng E3 thì các bạn chắc cũng biết rõ cái điều đó. Nó chửi thề khá là nhiều, và nếu bạn nào coi thì các bạn nên xem xét trước khi coi, tại vì nó chửi thề nó khá là nhiều, nhưng mà cái chửi thề đó mà nó bựa, mát bựa luôn. Nó cái gì cũng chửi được á. Cho nên game đó thì mình đang rất mong đợi, cả ba game đều là của Ubisoft hết luôn. Ghost Recon Wildlands rồi South Park rồi For Honor cũng đều là của Ubisoft hết. Và có lẽ mình sẽ quay nó khi nào nó ra mắt rồi, với một tựa game độc quyền trên PS4 đó chính là
Horizon Zero Dawn cũng khá là hay. Trailer rất là bắt mắt và nhìn không thể nào đợi hơn được nhiều nữa. Cho nên có lẽ mình sẽ quay khi nó ra mắt. Ok, chúng ta đã vô tới trong đây sâu lắm rồi. Cái cục này nó máu nó cũng dai quá ha. Nó bắn gì mà cũng không chết. Trong khi mấy con kia bắn phát chết liền luôn. Mấy con dao này mà chọi được như bên Black Ops 3 ngon quá ha. Wow 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 wow. Wow, còn bé nào nữa không? Đâu rồi. Với lại sau khi mình quay hết DLC mình sẽ play Shrine rồi multiplayer của game này. Đây là một tựa game mà chúng ta mình rất là thích, như vậy mình sẽ cố gắng kéo dài nó hơn nữa. Càng dài càng lâu càng tốt, tại vì chúng ta còn phải có xin những cái series hàng ngày nữa để các bạn coi. Nếu mà chúng ta không có những cái game mới chúng ta đợi, tại khoảng 1 tháng 1 tháng 2 này chúng ta sẽ không có game gì nhiều. Còn thậm chí là nói thẳng là không có luôn, chứ mà là không có game gì nhiều. Boss kìa mấy đứa, boss kìa. Ok, chạy, bắn được 3 phát rồi, chạy thôi. Ôi, giờ còn nạp đạn nữa. Ôi, em ấy đã chết. Mission complete, House of Wolves. Mấy bé chạy đâu? Ok, chúng ta sẽ quay trở về với con thuyền thôi. Your ghost is feeding me telemetry. I see what he sees. Vừa mới vô thấy xe cộ lum lá nè. Right, heavy bike. Okay. Pursue the wolf. Chúng ta phải đuổi theo lũ chó sói. Lên mấy đứa. Lên. Cái này như bắn được nè. Ồ, bắn đã vậy. Nhưng mà bắn hơi chậm ha. Cái nòng ngắm nó khó canh quá. Ok, nhưng mà không sao, nó có vụ này lái cũng dễ thương chứ. Là đầu tiên mình tới mấy cái map như thế này nhưng mà nó bắn cũng không nói nào khó gặp cái xe nữa. Ôi ôi, có walker như thế này. Destroy the fallen walker. Cái con này bắn không xi nhê luôn. Bắn tới con kia bao giờ nó chết trời. Không tính ra con này ăn đam cũng cao chứ. Ngồi lượn qua lượn lại nè. Né đạn đó. Mình bắn liên tục luôn. Immune hoài luôn trời. Như tùy chỗ ha. À không. Mà lúc mà nó gục á là bạn phải bắn ngay cái cổ của nó. Mình quên điều này. Tại vì mình cứ tưởng là cái này bắn mấy boss như bắn boss bình thường. Còn cái này nó giống bị hệt mấy boss kia, là một khi nó đã gục xuống rồi á là bạn phải bắn ngay cái cổ, còn là không có immune hoài luôn. Không là nó không ăn đạn chỗ nào hết á. Thằng này đó, phải bắn liên tục như thế này. Cái con này ra đâu quá vậy? Bắn con này vỡ luôn rồi. Sao chúng ta còn mấy chiếc nữa. Tụi này không biết lái mà sao xe đây nhiều vậy. Có thì còn bắn tiếp thôi, có gì đâu. Ủa, cái này bắn Captain một phát là nó bay hết nguyên cái giáp luôn. Còn mấy con này một phát là chết hết. Đến con này mới còn ăn đam đúng thốn luôn mà. Chết đi. Trời. Ghê. Rồi nhắm rồi. Hunt the Wolves. Thế nhưng mình nên bỏ chiếc này, mình tìm chiếc mới luôn cho rồi ha. Đó, lấy chiếc mới đi cho nó sướng đúng không? Đi chi chiếc cũ nó bắn mình gần hết rồi còn đâu nữa. À, lên đây, để quẹo vô cái này. Này là mình nhớ tới mấy cái chuyện tranh gì Dragon Ball đó, có con nhỏ gì á. Nó lấy từ cái gì ra mình nhìn nó cũng... Có hình như nó biến một phát nó ra cái cục gì, nguyên cái nhà rồi, nguyên cái đồ ăn, cái kiểu nhìn nó cũng khá là giống cái xe này.
bùng phát ra nguyên chiếc xe. Mình nhớ hồi đó mình đọc cái chuyện nó cũng thú vị lắm. Mà càng sau thì nó dài quá mình không có đọc nữa. Với lại nói thẳng ra cái này nó cũng giống ấy chứ, cái lúc nào mỗi lần mình chọi bom á là coi như là nó tránh được cái bom mình hết, không nào nhào vô cũng không là nào về mà ăn đó ba. Tiếc cái bom chọi đó còn cũng để chân rồi, lâu lâu trúng được vài phát, còn không là không trúng được miếng nào luôn. Kêu dưới tay đang vừa tới ngục hầm luôn ha, nhà của chó sói ha. Scholar's Kale of Kale. Sao này nó ăn đam cho nhanh vậy? Ồ, thì ra là thế. Rồi, nó rồi. Máu ổn chút xíu rồi, chạy mất tiêu rồi. Hên Skola chứ tôi phải đi săn cái thằng Skola đó. Nó chạy lẹ quá. Còn có gì nữa là chết rồi. Còn có gì nữa là chết luôn rồi. Nã nếu mà mình bắn nhanh một tí là nó chết rồi. Wow, wow. Ném nữa mình chết rồi. Còn mấy con này vậy nó bắn được luôn hả, ghê vậy. Sao đông quá vậy? 2-3 cục. Mấy cái cục nổ này mình cũng không thích lắm nha. Nó nổ đam nó cao lắm. Vừa mới nói luôn. Chàng lần kia nó chạy lần kia lẹ quá đi thôi. Bùng phát biến mất luôn. Nhưng mà trên đây 2-3. Ây. Mình ghép mấy cái cục tím tím này nữa nha. Nó bắn nó dài máu giống gì đó. Ồ, đây có mìn nữa, có mìn nữa. Mỗi lần mà bạn bước vô chỗ đó hình như là nó bị cái effect gì á, mình cũng không rõ nữa. Đây. Chói chói thì đó mình buộc phải nhảy qua thôi. Rich Winter Lair. Wow, wow, thằng này tàn hình được luôn hết trời. Đó, xong. Tàn hình kiểu gì cũng phải chết thôi. Track Scholars. Mày đâu rồi? Đánh mày gần chết rồi nó chạy. Chạy báo mày lẹ luôn. Cái này là mình nhớ tới hồi mình chơi Far Cry Primal đó. Có lộn. Far Cry... Far Cry 4 cái gì á. Mình không nhớ nữa. Có cái Far Cry Primal cái gì á. Cái lúc mà nó nhét mình vô cái hầm ngục có 4 cái Primal mình không nhớ nha. Không rõ là lúc nó nhét mình vô hồi hầm ngục cái mình phải thoát ra. Cũng là ná như vậy. Nó tới đầu năm ngoái là mình giờ mình cũng walkthrough được khá là nhiều game. Ôi, tụi bay đâu hết rồi. Sao nó né cái cục kia của mình hoài ta. Wow 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 wow. Cái game này nó dạy được 60 FPS nữa là ngon ha. Mà nó lóc 30 luôn. Nói chung chơi thì cũng được thôi, nhưng mà nếu mà muốn mượt mà game bắn súng á thì nó buộc phải có 60 FPS thì mình sẽ thấy hơi hơn nhiều. Này nó có súng súng lửa nè, giống hồi mình đánh Red on the Machine. Impressive weaponry. Verix, what is that? Ừ đúng rồi, chính nó luôn. Scorch Cannon. Clear out the fallen. Đâu còn bé nào nữa. Ồ, cây này bắn đã chứ. Ý là mình chưa cầm cái cây này mà đi bắn mấy cái con này như thế nào. Người cái này nó hơi ít đạn. Ý là bắn nó đỡ hơn là mình bắn mấy cái... Wow, mấy con Captain là một phát chết hết. Không trừ con đó ra. Trừ con nó ra. Cái con này nhảy quá vậy.
phóng qua phóng lại hoài. Ủa gì con này không có hả? Có một mình con nãy có rồi, vì mấy con khác nó không có rồi. Đó, một phát mất sạch siêu luôn. Bom trúng là phải vậy chứ, bắn mệt nhầm vậy không trúng hơi kỳ. Ủa đâu rồi? Thì rút cuộc Scholar rồi. Clear out the fallen. Wow 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 wow. Ồ nó ra nữa. Dính liền. Còn một bé boss rồi xong hết. À không còn nữa nè. Con này cầm sợi dây nó bắn nè. Ôi chui choa. Ra nữa hả? Sao ra quậy bộ? Má con bé nào chưa ra ra luôn đi. Đâu không thấy không biết. Wow, ôi trời nó né. Ghiêng như là đánh mà tụi nó cứ né hoài luôn. Mình tranh trước luôn hả mà còn vậy á. No 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 no, bắn rác quá mấy bộ ơi, bắn rác quá mấy bộ ơi. Trời ơi, nắp cái đã. Rác quá, rác quá, rác quá. Hồi máu đi, hồi máu đi, hồi máu đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ok, nhiệm vụ này mình thấy nhiệm vụ khó nhất trong cái cốt truyện mà đối với mình tới hiện tại á. Còn mấy nhiệm vụ khác mình có thể là mình làm trong một nó nhà, còn cái nhiệm vụ này mình có thể là đánh hơi phê đó. Là mình chưa thấy nhiệm vụ là mình khó kết thúc như thế này. Tại vì cái lượng quá là đông quá. Ủa, con bé nào nó à đây, nó tới ghét với cái con này. Dù máu nó vậy mà máu nhìn nó vậy mà bắn khó dai hơn mấy con kia. Ủa nó biết lẻn đằng sau luôn nè. Đỉnh thế. Ồ, chúng ta có House Banner, chúng ta đổi được 200 tiền. Mẹ bị ngáo sao vậy? Ồ, hai con luôn. Ồ, không, nó phóng qua đây, nó phóng qua đây. Nó ăn bom cho nên nó giăng sát vào thằng kia luôn. Thằng này nó có cái súng nè, sao nãy mà không có rớt ra hai thằng quỷ này. Nó giờ nó mới rớt rồi, còn nói gì nữa. For a moment I detected Vex energy all around the site. Xong, mission complete luôn rồi, bắn hết luôn, còn đâu nữa. Hay lắm con trai. Nice to meet a guardian that exceeds my expectations. We think they're gathering at the Cosmodrome gates. Best we find them before they do what they do best. Watch your back. Là nó đã thả bom rồi. Ác thiệt. Mình chắc mình nghĩ là nên phải dậy vô đây trước đã. Chứ không là nó bắn ầm hoài luôn. Vô hầm này là nhiệm vụ quá, chúng ta vô mà chúng ta kêu lời nó phải đi săn cái The Silent Fang. Fang thì mình biết như là răng nanh thì phải. Răng nanh im lặng. Ngồi nha. Cái khúc này là khúc mà hình như đầu lồ game mình vô nè. Mà cái khu này nó cũng không mạnh lắm. Chúng ta đi làm cốt truyện để xem nó. Hình như là nó liên quan tới chó sói nên chúng ta phải đi tìm mấy cái thứ liên quan về là để mình cũng không rõ cái cốt truyện nó như thế nào. Ồ. Mình nhảy vào khúc đó luôn ta. Đúng rồi, đây là cái thuốc mà ban đầu mà chúng ta chơi đây. Khi vừa mới vào game. Một phát chết hết. Như có mìn.
Tracer sang. Đó, một phát vô trọng thẳng đó luôn. Wow wow wow. Tới giờ tại sao mình khá là ghét mấy con Captain này, nó teleport rồi bắn chưa chết nên là nó teleport đi vô khác để né rồi. Biết né là một cũng là một vấn đề nhưng mà nó né lẹ quá, bắn không kịp. Trời ơi khó ai nha. Ok chúng ta đã qua tới đây The Devil rồi. Ôi 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 sao giờ nó mới hiện ra trời. Thì nó chậm quá, hồi nãy mình cứ đang đi giữa trường cái hiện ra đi ngang và nó ra đó. Wow. Chỗ này mìn không vậy? Đứa nào đò để mấy cái mìn đây quá trời luôn ha. Chắc là nó cũng đang ngăn chặn mà không muốn cho mình vô á. Nhìn như mấy cái chai á ha. Ôi lại mìn nữa. Mìn hai ba là mìn thì nó giăng ngang một cái thì nó lại. Wow, mém chết. Wow. Mém được chết tại là mình đi ngang qua rồi giờ nó hiện trễ quá. Có dấu hiệu đây, có dấu hiệu đây. Silent Fang làm đâu? Đưa mình cho bố, đưa cho bố. Fang probably helped Skolas escape. Không thấy luôn. But rumor has it the queen gave him to Hunt the Silent Fang. How did the Fang? Skolas nó chạy mất tiêu rồi. Hàng nó hàng thì mình bắn nó mém chết luôn rồi, còn có xíu máu mà chưa kịp bắn nó chạy mất tiêu rồi. Rồi mình nghe nói chắc là mình sẽ không giết được nó đâu, tại vì nó mặc định của nó là đã là thiết kế để cho nó chạy rồi mà. Cái cốt truyện để nó chỉ mình thể giết nó cốt sau để như vậy mà con boss thôi. Chứ không thể nào mà boss đánh bại dễ dàng được, xuất hiện ngay giữa và cuối cùng là bị đánh bại dễ vậy được. Cho nên một lý do nó chạy cũng dễ hiểu thôi. Fade the Silent Fang. Chúng ta phải đối mặt với Silent Fang. Ồ ghê vậy ba. Xuống đây em. Ôi 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 ôi, cái này chắc chắn là một phải Silent Fang rồi đó. Ôi sao đông vậy? Ôi con gì con gì? No 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 buddy. Oh. No 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 no. Đừng có bắn nữa. Nó cho hồi máu rồi. Rồi nó bắn hoài rác dễ sợ luôn á. Rồi ok nó rút rồi, nó rút rồi. Mừng quá nó rút rồi. Còn cái đám này thôi. Ồ dính luôn. Ngon rồi, mấy này giờ xử nhanh thôi. Bị cái này chỗ này mình không nãy mình không thể chết được tại vì nếu mà chúng ta chết á thì chúng ta không được hồi sinh nữa. Cậu đi cắm hồi sinh rồi. Mà không sao, chúng ta đang muốn làm chủ tình huống. Rồi mình cần biết là The Silent Fang nó nằm đâu. Chắc bây giờ nó drop vài con nữa. Một đống luôn. Eliminate The Silent Fang rồi xuất hiện kìa. That was Commander of the Fang. He just called you a... À ý nó nói tụi phone lần The Wolf đó. À hiểu rồi đã hiểu. Ôi sao con này lên lẹ vậy? Ồ, có cái con The Fang đâu rồi. Wow.
có mỗi cục tròn thôi. Mày còn mấy mày van đồ hết mà. Toàn lính đâu mà. Được phán đâu. Rồi là giờ tới lúc để sử dụng chiếc chấm rồi đó. Một phát ngay đầu. Hai phát ngay đầu. Ba phát. Cái súng ngắn mặt bắn cũng khá là ngon. Bốn à. Một phát chết luôn nè. Vì cái là mấy cây này, cái cây này là cây đặc biệt cho nên đạn nó khá là ít. Mình được cái bắn xa được, ngon. Ngon mà vô đây mày tắt cái tàng hình đi nha. Cái con này nó tàng hình quay hết á. Quay tưởng tôi quay tàng hình gì là ngon lắm hả? Nó công nhận khó nhìn thiệt chứ. Đó, một em đã chết. Như còn hai con là một không? Đây, một thằng đứng đây. Giờ mới mấy cái này mình nghĩ là nó phải cho là mỗi lần mà mình bắn nhiều ở cái bộ mà làm mà nó tan hình á, nó tắt đi nó sẽ hay hơn nhiều. The Silent Fang của vậy thôi hả? Ở đây, The Ruling House. Để coi đây cái nhiệm vụ này, nhiệm vụ thứ mấy ta? Ờ, đây là cái nhiệm vụ thứ 1, 2, 3, 4, thứ 4 của cái The House of Wolves. Chúng ta còn khoảng 2 nhiệm vụ nữa, chúng ta sẽ kết thúc cái DLC House of Wolves này. 2 nhiệm vụ cuối cốt truyện thôi nha. Còn Raid Strike này mình cũng đã nói với bạn là mình sẽ quay sau. Ok, để coi chúng ta sẽ bắt nó bắt chúng ta làm cái gì đây. Các bạn đẩy thanh niên nai luôn. Lại vô hầm ngục nữa sao? Mình ghép mấy cái chỗ giống vậy nha. Destroy the Warp Serviator. Serviator cái cục tròn tròn. Lại nó, mình ghép cái cục nó lắm luôn á mà. Nó cứ kêu mình phải đi giết mấy cái cục đó hoài luôn. Và nếu bạn nào tự hỏi là bây giờ có phải là thời điểm đáng để mua Destiny không thì mình nghĩ là có, tại vì Destiny bây giờ nó bắt đầu đã hoàn chỉnh rồi. Nhưng tuy nhiên thì các bạn sẽ không chơi được khoảng thời gian dài lâu, tức là tại vì trong khoảng năm nay là Destiny sẽ ra phần 2, cũng đã có dự định hết trơn rồi. Và mình nghĩ đến khoảng tới cuối năm lần, cho nên các bạn khỏi lo, chúng ta vẫn còn khoảng thời gian dài để chơi. Và nếu mà muốn thử thức vào phần 1 nó như thế nào và liệu rằng nó có đáng chơi, đáng cái cày hay không thì mình cũng nghĩ là các bạn có thể tiếp tục được với những cái game như thế này. Cho nên cứ đau rồi chơi, cứ mua, giá nó cũng đang giảm giá khá là nhiều trong những dịp sale này đầu năm hay gì đó, vẫn có thoải mái thôi. Continue the hunt, sang tiếp nào. House of Wolves, lúc đầu mình cũng nghĩ là chắc vô đây một thể loại quái mới gì đó, thì cũng là mấy thằng quái cũ và nó bị đi theo bài đàn gọi là The Wolves thôi, chứ cũng không hẳn gọi là gọi là một cái thế lực gì mới, cho nên mình cũng thấy lạ lạ thôi. Khu vực mới, nhiều cái cốt truyện hơn, rồi Strike mới, Ray mới thôi. Các bạn như tụi nó lúc nào cũng tránh cái cô bom lên nha. Hay là mình chọi dở hay là tụi nó né hay quá ta. Nói đùa vậy thôi nhưng mà vừa để bắn rác quá không. Có điều đó, toàn ít chúng mà. Này nè. Ok. Ôi. Captain luôn, Captain yếu quá. Cái con dao của mình thì chỉ cần là nó không có trong phạm vi gần á là bắt đầu nó chọi. Cho nên nhiều lúc các bạn sẽ thấy mình chọi không trúng này nọ, kiểu là do là mình đang đứng đâm dao mà do là đứng cách sai nó không đâm dao, nó chuyển sang chọi mà chọi hụt. Nó đâu. Xong chỗ này, chỗ này chúng ta xong hết rồi. Wow, gì đây. Có cái dấu đỏ mà tâm giác như thế, hình ngôi sao vậy đó, ý là nó kêu bạn ám sát cái con đó, ám sát, assassinate. Ok.
Còn một bé này thôi à. Trời ơi, nó không nổ luôn, mình có thấy từ từ nghĩ chơi game là giờ luôn á. Má mình trời quá trời giỏi luôn, mỗi lần nó né không à. Giờ mà trời nghe mặt nó luôn á. Mà bị cái nó hoặc là không dính lên cái con đó nha. Nó chỉ dính lên tường hay bất cứ thứ gì khác thôi chứ không có dính lên mấy cái con này nọ. Cho nên mặc dù trời vậy nó vẫn dội ngược ra mới đâu chứ. Khốn thiệt. Sao nó chỉ được à đi ra hướng, đi ra bên ngoài mà phải đi quẹo bên đi trái. At the Battle of Twilight Gap, the Devils, the Kings, and the House of Winter joined forces to take on the city. The House of Winter could have turned the tide for the Fallen, but my queen interfered. Ủa, mình đã đỡ được luôn. Cái chỗ này mình cũng chưa vô nha ta. Varys. You are here to deny Skolas House King. They will not know and they would not care. They will try to kill you, kill them back. Tất nhiên là chúng phải giết hết rồi. Nhưng mà chúng ta đang tìm cách đi giết đây. Chứ nếu mà mình biết cách đi giết nó thì mình đâu có nói làm gì nữa đúng không? From the command center. I think you dropped the servitor jamming just in time. The kings detected house wolves before attack. Skolas may have met his match. Cái con này là mình phải có cái khoảng cách. Chứ ôi ôi ôi. Mấy cái con bay này nó lại không chết ta. Captain. Này thì đâu rồi? Còn bé nào nữa không? Ôi, còn mấy đứa đứng trên lầu nữa. Ghê vậy. Ôi, đông vậy. Nắp đằng sau tường nè. Captain, Captain nó có shotgun. Ok. Ngon liền. Ủa, chúng ta tới gì đây? Cool gì bộ? Warlock. Wolf Baron. Ủa, ngồi đặt tên nhậu ha. Wolf Baron. Rồi, cắm hồi sinh rồi. No. Một bé nè. Ba bé chết hết nè, đó, phải vậy chứ. Nãy mà bắn một phát chết rồi con kia luôn á, là mình được nó cho mình mấy cái orb light rồi. Quá trời luôn. Rồi giết boss mà, mỗi lần lên thì chắc cũng phải 3 cục chứ phải 1 cục nữa. Cái thứ mình ghét nhất trong game này đó là mấy cục biết bay đó, nó khá là phiền. Và thậm chí mấy cái con explosive ấy, nó còn nổ được nữa. Cho nên nó còn khá là nguy hiểm. Hồi lúc nó nổ cái bạn bay nó là physical mà. Nó bạn bay gần hết máu rồi. Đâu có sống dai hơn được nữa. Vậy lúc mà muốn sống dai hơn là gặp mấy đứa này lại rất là nản. Mấy con khác gặp thì gặp bắn thoải mái nhưng mà gặp cái con này á trời. Nhất là mình làm mấy cái nhiệm vụ của bên Rise of Iron, nó có cái nhiệm vụ Fallen Saber á. Cũng na ná như vậy. Ôi, thì là xong rồi hả? Chúng ta chỉ cộng với mấy con tướng là xong rồi. King, mấy con King là xong rồi. Chúng ta lại quay trở về với Venus. Venus là sao Kim. Còn Mars mới là sao Hỏa. Lần trước mình nói lộn rồi vậy. Mình cứ làm mấy cái nhiệm vụ trên Venus và Mars nhiều quá đâm đó. Chứ mình nói cái nói lộn được phèo hết luôn. Nó dịch ra Venus là sao Kim. Còn Mars là sao Hỏa. Nó lúc chắc là mình nhớ nói nhanh quá. Ôi cái gì ghê vậy. Cho nên các bạn thông cảm cho mình với lại giờ này mình đang bị cảm nữa. Đầu năm mới đi chứ. Để coi. Lên xe đi tiếp nè.
chúng ta phải đi tìm manh mối để tìm ra con Skolas. Và hình như là mình nghĩ là nếu mà muốn đánh được Skolas thì chúng ta phải làm mấy cái ray của nó mới chúng ta mới gặp được boss cuối là Skolas. Cho nên nếu bạn nào coi cốt truyện mà bạn sẽ không thấy mình giết cô Skolas, tại vì chúng ta không mình sẽ chừa nó cho cái ray nó, tại nó ray nó sử dụng mấy con tên của con boss để nó làm mấy cái ray đó, cho nên buộc chúng ta phải đi đánh ray chúng ta mới gặp được nó. Cho nên mà chúng ta lại tạm thời chúng ta không quay ray, mình cứ tưởng cái đường vô nằm đó. Get in there, Guardian. We have to stop them. Ủa, có cái đường vô nằm đâu trời? Nghĩ là đây phải. Không biết có phải không nữa. Mình thấy là chắc không đúng đường rồi đó. Để mình đi qua kia đã. Không có đường vô luôn. Không vô được luôn. Hay là chúng phải đi cái đường khác vô ta. Clear the house of war from the Templar's world. À, chúng phải giết cái đống này mới được. Mà tụi này đâu có cái đồ warp đâu. Tụi nó đâu hết trơn rồi. À đây là mình phải giết cái con này mà chúng ta bây giờ được cái chỗ đó hay sao á. Mở chưa? Không biết mở chưa nữa. Vẫn chưa. Tức là còn nữa nè. Mà mấy con này nó chắc mình không nghĩ là trong The Warp đâu nha. Hay chứ phải đi đường vòng ta. Clears the house of wolves. Phải đi lên trên hả? À phải giết cái đám trên này mới đúng nè. Nãy nó chỉ không có rõ ràng gì hết. Ôi. Tụi nó mới vàng vậy thôi, bây giờ ai ngờ nó cũng yếu chứ không có mạnh lắm. Tại vì mấy cái à đúng rồi, warp sau mấy cái con The Fallen mới đúng nè. Rốt cuộc là chúng ta đi hướng nào? Chúng ta còn cái một đường duy nhất ở đây à. Còn nhảy xuống là chết chắc rồi. Wow, the Trial of Corp. Xuống nữa nè. Mấy cái này làm mình nhớ tới mấy cái trò Rise of the Tomb Raider. Nó cái hầm ngộ mà mộ nó cũng thiết kế na ná y chang như vậy luôn. Responding restrict. Skolas has gone crazy is the good version here. I've seen reports from Prince Aldrin's crows. Reports about the technology of the vault. Nó cấm spoil mới đâu chứ. Really, just awful stuff. Whoa. Hóa là cái bộ nguyên bộ mình kia, mình cái double cho mình nâng cấp lên tới nhảy tiếp lần 3 cục lần. Nhiều lần lên lúc trên không mà bạn nhảy được 3 lần. Một lần nhảy với hai lần boost nữa. Một lần nè, đó. Tính là nếu mà tính cái lần nhảy giữa không trung là hai lần. Đó, cái lần thế này là lần thứ ba vậy thôi. Ủa cái chỗ này đẹp chứ, mình chưa đi cái chỗ này bao giờ luôn á. Nice. Ôi, bắn gì bắn chúng trời. Còn bắn từ đâu, nó bắn là mình cứ... À mà hay lắm. Cái gì vậy? Ủa nó rớt cái gì luôn, nhìn đã vậy. Chúng ta đây luôn rồi. Hello guy. Ôi ôi, đáng lẽ mình phải sát hơn nữa mình mới lên đâm dao chứ không là như thế này nó lại không trúng ở đâu. Ôi có sniper nữa. Sniper bắn rác vậy.
con gì nó bắn mình đam gì cao vậy. Ê ê ê bồ ơi bồ, một bé đã chết, một bé con sniper còn lại nằm tút đằng kia. No 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 no. Destroy the oracle. Big glowing squares. Guardian, destroy the oracle. Destroy the oracle. Còn có nào nữa ta? Ôi ôi, sao nhiều quá vậy? Cái này là một cái đó. Diệt mấy cái này sớm, càng nhanh càng sớm càng tốt. Chứ không là nó, mà chúng ta sẽ có vấn đề đây. Và vấn đề là cái thứ hai tiếp theo là bắt đầu trời. No 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 no, cho tôi phải đi giết. Chặt cái đống này được. No 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 no. Nếu chúng ta chết trước khi mà chúng ta kịp phá cái đống này, chúng ta cũng không đi làm được nhiều hết á. Cho nên chúng ta phải giữ cái mạng nè. Rồi rồi, 4 cục rồi. Bắn rác con bồ. Còn nữa rồi, hai cục nữa. Ồ xong, còn cục cuối, còn một cục cuối. Đây đây đây, để gắn nạp đạn vô bắn cho nhanh. Chứ tụi nó ra đông quá, mình không có thời gian mình bắn mấy cái cục này nhiều đâu. Cho nên cầm mấy cái cây này bắn cho lẹ. Fallen Ship Uplink. Mày bắn tao nhiều nha mày. Đam hơi bị cao đó. Kill Wolf's Gore. Wolf's Gore, ok. Phải có Wolf's Gore nữa hả? Nó có nguyên cái súng càng luôn. Ông nguyên cái súng thằng, một thằng thì shotgun, một thằng thì Scott Cannon. Tụi bay hay lắm. Đạn dí nó mới đâu chứ. Mình còn đúng một viên Cannon à. Ồ, tính trừ con boss mà boss nó không xuất hiện, giờ nó mới xuất hiện nè. Không sao, không sao. Anh à, mày quên anh mày có cái này sao? Wow, hơi bị đã nha mấy bộ. Một cái DLC này công nhận nó bắn thốn thiệt chứ, nhưng mà cũng khá là sướng, sướng tai. Wow 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 wow, chúng ta cần có chỗ để hồi máu rồi đó. Chứ không nó bắn rác quá, bắn không chừa một ai á. Phone and shipling mỗi lần 4 cái luôn nha. Đây là cái gì mình cũng không rõ nữa. Rồi sao, đủ không? Mấy bé ăn đạn đủ chưa? Nếu chưa thì chúng ta còn Charge nữa. Ôi còn một bé lên nữa. Super Charge nữa. Chưa là cho mấy bé chuẩn bị lên rồi. Super Charge. Ôi bé này gần chết rồi. Chứ còn boss nào không? Ồ bé này có cái này. Ý. Mode apply. Mission complete. Nice. Ồ vậy có mấy cái cục này dùng để làm gì ta? Fallen Shiplings. The team and I just sat down in a canyon a few kilometers from the citadel. When you find him, we'll be ready. Ồ nhiệm vụ cuối cùng mấy bạn ơi. Nhiệm vụ cuối cùng rồi. Chúng ta phải gieo với cái đống này rồi đó. Nhiệm vụ cuối cùng của cốt truyện House of Wolves. Chúng sẽ gói game nó trong một tập thôi. Rise of Iron thì có vẻ sẽ nhiều đó. Mình làm hết cái đống đó rồi, nhưng mà mấy cái này mình còn thấy khoai nữa. Nó chỉ là một trong những cái DLC mình thấy rất là khó, khá là khó. House of Wolves. Còn mình đánh xong cái Rise of Iron luôn rồi, mình thấy cũng không đến nỗi nào lắm. Trừ mấy cái loading. Trừ mấy cái raid, mấy cái shrine thôi chứ. Cái đó là đòi hỏi phải có người chơi chung. Còn chứ mấy cái story thì mình thấy cũng bình thường, cũng không đến nỗi nào. Nhớ dưới thì vậy.
Nãy giờ đi vòng vòng luôn không thấy gì hết. Tụi nó đang bắn gì tụi lùm ra ở đây vậy? Nhìn hai phe khác nhau rồi sao đây? Bọn nó bắn nhau gần hết máu luôn. Ôi ôi cái gì nữa vậy? Con gì bắn ghê thiệt. Bắn một phát mình bay sạch máu luôn. Quá hay lắm. Mà con nào nó bắn mình một phát mà nó thay đổi cái vị trí đường bay luôn nha. Cái gì ghê vậy bộ? Mình chưa từng thấy cái gì mà nó OP đến như vậy. Ok. Để vô được cái này thôi nó cũng khó khăn gì nữa sao? Nhiệm vụ cuối rồi mà. Cố lên. Petra Venge. Có cái bóng à. Mình đang rất là háo hức chỉ đợi cái game này mà nó lên PS4 rồi, không biết như thế nào ha. Biết cái này là nó không có upgrade cho thằng PS4 Pro cho nên ấy là mình nói cái Destiny 2 á, nếu mà lên PS4 Pro không biết nó sẽ được hỗ trợ này nọ nhiều hơn không. Tại vì vốn dĩ nếu mà bạn mua một cái PS4 Pro bạn chơi hiện tại á, nó cũng không khác gì so với thằng PS4 hiện tại mà bạn đang xài. PS4 Original trừ khi game nó phải hỗ trợ, bắt đầu nó ra cái patch mới bạn sẽ để ý một số game hiện nay là The Last of Us rồi, hay là một số trò mà nó bắt đầu nó tung cái patch để hỗ trợ PS4 Pro á, thì lúc đó chúng ta sẽ có sự thay đổi rõ rệt vì sự cải tiến là nó có bắt đầu hỗ trợ PS4 Pro. Còn không thì mặc dù là bạn có PS4 Pro nhưng mà game nó không hỗ trợ thì game nó cũng chạy với nó nhận cái PS4 Pro của bạn giống như một cái PS4 bình thường thôi, và nó chạy đúng y như một cái PS4 bình thường, mặc dù là nó có cái gì dù là nó có CPU rồi GPU cải tiến hơn là so với cái dòng trước. Cho nên là nếu bạn nào mua cho PS4 Slim thì hiện tại mình thấy cũng được, nhưng mà nếu bạn nó muốn cho một cái ý định về dài lâu á, thoải mái hơn, hoặc là kiểu như là bạn đang tìm kiếm một cái hướng chơi dài lâu mà đang vợ phải đổi tính mà cũng đã nâng cấp về phần cứng á, thì PS4 Pro cũng khá là ok về cái mảng này, mặc dù nó mắc hơn hơn nhiều á. Nếu như bạn mua một cái PS4 Slim hiện tại chắc cũng phải 60 triệu thì PS4 Pro chắc cũng phải tới 11-12 triệu, cho nên cũng phải cân nhắc khá là nhiều. Rồi game này mà nó lên, không biết lên cái kia thì sẽ như thế nào. Override the lift control, cái này làm sao ta? Chắc là con này làm mà mình canh thôi, nghĩa là vậy. Còn cái fallen ship toppling nó làm gì đây? Nó cho mình quá trời luôn nè. Enter the lift. Lên nóc nhà mấy đứa. Quẩy nào. Phóng một phát lên nóc luôn. Lên. I was house judgment scribe. I stood with Skolas for much of Reef Wars. Now I stand with you in judgment. Ôi giờ nó lên tới đâu luôn kìa. Ờ, lên tới nè. Wow, nhìn đã vậy. Chấm spawn rồi. Cross the gems. Mình sẽ chúng ta qua tới kia. Mình sẽ mất rồi. Đây là chúng ta đi ngược lại ta. Wow, đây chúng ta có rồi đây. Nhưng mà nó phải ra từ từ thì... Ây... Nó phải ra từ từ thì chúng ta mới nhảy qua được. Wow... Chứ nó mà không ra mình cũng không biết phải nhảy đi đâu nữa. Wow... Chứ nó kêu mình qua tới kia mà nó không có hiện mấy cái cục này làm sao mình nhảy đúng không? Cái này chỗ này cấm spawn nữa nha. Bắt đầu giống Titanfall rồi đó. Nếu mà bạn muốn nhảy được qua cái này là phải có double jump thì mới nhảy qua được cái khu này. Tại nó cũng khá là xa, với là mình có một cái bộ gear chân exotic có khả năng giúp bạn nhảy thêm một lần nữa, tức là mình nhảy lên không trung tới 4 lần rồi. Cũng khá là OB. Nhưng mà cái độ đó mình chưa có nâng cấp, với lại nó còn khá là cũ rồi, cho nên lâu lâu mình cần nhảy cho nên mình mới mặc cái đó vô thôi, còn không thì mình cũng chả mặc.
Tại vì nó sẽ hạ cái chỉ số mình đang tím một số một bộ đồ nào nó mạnh mạnh á thì mình mới ép nó lên. Mình đợi khi nào lên tới 400 là mình ép nó lên một lượt luôn. Cái game này mình sẽ thấy là tại sao là phải ép đồ ấy, kiểu. Tại vì nếu bạn nào không ép á thì nó sẽ không ok đi. Mình chưa xong nhiệm vụ mà nó đã cho mình nói chuyện với ông nào giữa chừng rồi. Chúng ta làm xong rồi đó. Ui. Chắc là phải có cái scene gì mà này là phải có cái scene hay gì đó. The Queen's Rap. Ủa đâu hết rồi. Ồ, nó bắn cùng lốt luôn. Sao immune không vậy? Holy shit, man. Oh, just said I stole the gift. Thanh niên đâu xuất hiện đúng ảo lòi luôn. House of Wolves will stand. Score last rồi. Con mẹ mày. Rồi chết liền, chết liền. Stand by for a transmission. Ray chạy đâu hết trơn rồi. This is Marisol, Queen of the Aquakin. When you first came to Black Garden, I told us it's just another mode of life. Just... Ooh. Too far from its traveler. I see now that I was wrong. Làm gì? Accept my thanks. Như con tàu đó, con tàu của The Queen thì phải. Mà mình xử lý luôn thằng kia rồi. Bring Skolas to me. Capture confirmed. Yes. Chúng ta đã giết xong thằng Skolas rồi. Must be sorry, Skolas here. Capture confirmed. Harsh. Back anyway, with your reward. You okay. Giờ được Queen đã, chúng ta đã giúp đỡ được Queen rồi.